Xin chào, đây là Ghiền Cine. Mùa hè cũng là mùa những bộ phim hoạt hình dành cho thiếu nhi ra rạp, phục vụ nhu cầu giải trí của các em nhỏ. Mặc dù đã ra rạp ở tuần thứ 3, nhưng bộ phim hoạt hình Những Mảnh Ghép Cảm Xúc vẫn giữ ngôi đầu bảng doanh thu phòng vé. Mèo béo siêu quậy Garfield của đạo diễn Mark Dindo cũng thắng lớn với tổng doanh thu 230 triệu đô la Mỹ toàn cầu, trong khi kinh phí thực hiện là 60 triệu đô. Và ngày hôm nay, cuộc đua phòng vé sẽ chào đón nhân tố tiếp theo, đó là Kẻ Trộm Mặt Trăng 4. Mặc dù từng thành công ở những phần trước đó, nhưng không thể phủ nhận rằng chính nhân vật phụ, đội quân chuối vàng Minion mới là nhân vật được yêu thích và khiến khán giả nhớ nhất. Hãy cùng Ghiền Cine giải mã về nhân vật này. Nguyên mẫu của những chú Minion này là sự kết hợp giữa nhân vật Jawas của Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao và những người tí hon Oompa Loompas trong Nhà Máy Chocolate. Màu vàng trong tâm lý học mang một năng lượng tích cực, tươi mới nhưng theo hướng nhẹ nhàng, dễ chịu, chứ không hừng hực nhiệt huyết như màu cam. Màu vàng cũng có sự dễ thương, nhưng sự dễ thương này không nữ tính mà là phi giới tính. Nó mang lại cảm giác vui tươi, rực rỡ và lạc quan. Màu xanh dương của chiếc quần mà Minion mặc là màu của biển cả và bầu trời, mang đến cảm giác yên bình. Hai màu sắc cũng đã gợi nên tính cách của những chú Minion hài hước, vui vẻ. Trong phim, hầu hết các câu thoại của Minion đều chỉ là các từ lắp bắp vô nghĩa. Thế nhưng đôi khi chúng vẫn nói một vài từ có ý nghĩa. Ngôn ngữ của chúng thực ra là được tạo nên từ sự kết hợp giữa tiếng Nhật, Tây Ban Nha, Hàn Quốc và cả tiếng Anh để bịa ra một loại ngôn ngữ kỳ cục. Pierre Coffin, Chris Renov, bộ đôi đạo diễn làm nên bộ phim cũng chính là người lồng tiếng cho Minion. Để làm tiếng cho Minion, chúng tôi sử dụng giọng của Chris rất nhiều và xử lý hiệu ứng, khiến chúng nghe có vẻ rất ngốc nghếch. Vì về cơ bản, Minion ngốc hơn nhiều so với những tay sai thông thường. Sinh năm 1967, ít ai biết rằng một đạo diễn chuyên làm phim hoạt hình như Pierre Coffin từng bị bố cấm xem phim hoạt hình khi còn nhỏ. Lý do được đưa ra là bởi theo bố của Coffin, phim hoạt hình khá bị động và nhạt nhẽo. Năm 1990, ông theo học trường hội họa Gobelin tại Paris, Pháp và bắt đầu theo đuổi con đường sản xuất phim hoạt hình. Ông đảm nhiệm vai trò thiết kế nhân vật, bối cảnh trước khi chính thức trở thành đạo diễn phim. Kẻ Trộm Mặt Trăng được xem là sản phẩm lớn đầu tay của ông, kết hợp cùng đạo diễn Chris Renaud. Về phần Renaud, vị đạo diễn sinh năm 1966 đã có đam mê bất diệt với nghệ thuật từ khi còn đi học và mong muốn trở thành một tác giả truyện tranh trong tương lai. Mơ ước này đã trở thành sự thật sau khi Renoff chính thức được cả Marvel và DC Comics chiêu mộ về làm việc vào năm 1989. Đến năm 2010, Renoff chính thức có phim đầu tay với vai trò đạo diễn là Kẻ Trộm Mặt Trăng cùng Coffin. Và đó là tất cả của tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại!